Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với một ngành kinh tế đặc thù như ngành dầu khí, phong trào thi đua phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây là động lực để thúc đẩy, động viên người lao động đóng góp công sức, mang lại hiệu quả lớn về kinh tế cho doanh nghiệp. Phong trào thi đua lao động sáng tạo đã mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng cả về hiệu quả kinh tế và những đột phá trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Giai đoạn 5 năm 2015-2019, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có hàng ngàn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng ngàn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác. Trong đó có 2.098 sáng kiến được công nhận cấp tập đoàn với số tiền làm lợi là 8.772 tỷ đồng. Trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, đã có gần 285 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng và huy hiệu lao động sáng tạo, có 4 cá nhân được trao tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, rồi phong trào lao động giỏi, sáng tạo là một trong những phong trào mà rất là mạnh, rất điển hình, rất nổi bật. Cái việc mà công nhận sáng kiến từ cấp cơ sở đến cấp tập đoàn ấy là một cái quy trình và một cái có thể nói là một cái quy chế rất là chặt chẽ. Tập đoàn thì từ trên xuống dưới là của tập đoàn là có hội đồng khoa học của tập đoàn, bao gồm tất cả những người, thứ nhất là lãnh đạo, rồi chuyên gia, những người đồng ngành nhất trong tất cả các lĩnh vực. Ở dưới đơn vị thì cũng có hội đồng khoa học cấp của đơn vị. Nhiều phong trào thi đua do các thành viên của tập đoàn phát động được người lao động hưởng ứng, đem lại hiệu quả cao, phải kể đến như phong trào sáng kiến sáng chế cải tiến kỹ thuật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của PVEP. PVCFC Eureka, sáng tạo là không giới hạn của công ty phân bón dầu khí Cà Mau, phong trào thi đua toàn diện, thanh niên PVOI xung kích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Dầu Việt Nam, phong trào hiến kế, thân thiện, an toàn, hiệu quả, kỷ cương, đổi mới, chuyên nghiệp, hành động của Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí CTCP. Ngay từ đầu, thành lập công ty đã đưa ra cái phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đó là chung là phong trào cái gen của công ty. Đấy thì phong trào được thành lập có cả hội đồng Kaizen của công ty. Trong các năm gần đây thì phong trào sáng kiến Kaizen của công ty rất là phát triển. Tất cả các sáng kiến đấy nhằm mục đích là nâng cao cái hiệu quả hoạt động của thiết bị và phải nói là những sáng kiến đấy làm lợi rất nhiều cho công ty trong thời gian vừa qua. Trong giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế có thể nói đã trở thành đặc sản của tuổi trẻ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong 5 năm qua, tổ chức đoàn trong tập đoàn đã đăng ký thực hiện được 1.194 công trình, phần việc thanh niên, mang lại giá trị làm lợi cho các đơn vị gần 1.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, đã có 20 đề tài được tuyên dương tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc và 48 cá nhân được Trung ương đoàn tuyên dương, người thợ trẻ giỏi toàn quốc. Có thể nói, giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn khó khăn nhất đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khi phải đối mặt với khủng hoảng kép. Nhưng với bản lĩnh vững vàng của tập thể lãnh đạo, các cá nhân trong tập đoàn và từ sức mạnh của các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, kinh doanh, nên đã luôn hoàn thành sứ mệnh là tập đoàn kinh tế đầu tàu, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đây là người thợ trẻ năng động sáng tạo Nguyễn Hữu Tiềm, xưởng cơ khí bảo dưỡng, công ty cổ phần dịch vụ khai thác dầu khí PTSC. Trong thời gian qua, anh đã có nhiều sáng kiến, công trình cải tiến kỹ thuật mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho đơn vị. Trong đó đặc biệt phải kể đến sáng kiến thay thế các bóng đèn chiếu sáng halogen, đèn huỳnh quang bằng đèn LED tiết kiệm điện. Thời gian nghiên cứu từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, thời gian ứng dụng vào thực tế từ tháng 2 năm 2018 đến nay. Sáng kiến này ước tính sẽ làm lợi 1,55 tỷ đồng trong 10 năm. Trong thời gian tôi phục vụ tại xưởng cơ khí ở công ty này thì đã có khoảng hơn 10 sáng kiến. Trong đó có khoảng 7 sáng kiến là hiện tại đang ở trong xưởng. Còn những sáng kiến khác thì là đang được anh em mang đi các dự án khác nhau. Không riêng gì tôi và tất cả anh em trong công ty đều hăng say phấn đấu, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ được giao và phát triển. Từ đó tìm tòi những cái công nghệ mới, những cái phương pháp mới, làm hay để đảm bảo cho công việc. Các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại PVN đã thực sự trở thành động lực, khuyến khích cán bộ, kỹ sư, người lao động hăng say lao động, đam mê nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý, xử lý công việc, hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí. Từ đó, phát huy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân tập thể trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.